Úi dồi, AC sang Egypt. Thôi 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 thôi. AC sang Egypt. Thôi. Vâng. Sức người có hạn đúng không? Vâng, sức người nó cũng có hạn thôi. Ông rời ông hành quá khổ. Áp áp lưng vào cái nhà vệ sinh, âm khí quá nặng. Đã vậy quán lại còn nhiều hot girl đi vệ sinh nữa, khổ. Hot girl gì mà toàn yếu thận thôi. Mấy ông cheap boy mấy Hồng Anh. Ajinomoto. Persian. Qatar. Taliban. Bên phía đội bạn là Egypt, Seng, Yamoto và AC. Vâng, đơn giản là như vậy thôi. Tôi cũng chả cần phải biết ai cầm quân gì nữa, bởi vì ai cầm cũng như nhau, tôi cầm vào cũng thế. AC, IA, đấy là hai quân đầu tiên. Màu 3 là Seng, màu 4 Egypt phải. Hồng Anh ơi, hay lắm, bốn voi. Gỗ đầu, gỗ đầu xa thôi. Bài này gỗ đầu mà gần thì tươi. Gỗ đầu gần tươi quá nhưng mà không gần. Quả đâu? Lắm voi. Còn đá hiêu về nữa. Bài này đánh 16 dân cho tôi, 16 dân. 16 dân thôi. Kích tầm 845. Nhông Xích Mạnh Quang xin tài trợ chương trình này. Rồi thôi, voi, cứ voi mà dã. Tí rảnh lùa hiêu sau. Đang bận lắm, đừng hỏi gì nữa, đang bận lắm, bận lắm. Chết đẹp. Trận này nếu như mà thắng công đầu mà Hồng Anh thì tôi thề là số lượng ép coi của Hồng Anh tăng không ngừng luôn. Ít phải có tầm 5 củ. Xong bắt đầu anh lại về, anh lại chuyển cho tôi. Không dùng hết chuyển tôi. Vẫn 18 dân nhỉ? Ừ thôi 18 dân cũng được. Bà này gỗ đầu xa thôi chứ nếu mà gỗ đầu gần thì 50% đúng không? Thôi voi ơi đừng quay đầu nữa, voi ơi tao xin mày đừng quay đầu nữa. Về với bản đi. Về với bản đi voi ơi. Rồi. Tươi lắm. Rồi. Thôi không chuyển máy nữa. Định chuyển nhưng thôi không chuyển nữa. Mong rằng Hồng Anh bên kia ai nhỉ? Egypt này. Egypt Seng AC này. Mất cả xác à? Yamoto. Chém hai nhà cho tôi đi. Chết mấy cậu. L2. Chết mấy cậu. 9 bao nhiêu? 15. 9 15. 15. 17. À, Bibi đang ẳng lên là map này đánh rồi. Bi ơi tốt lắm. Nhớ rồi thì nói đi. Nói đi Bi ơi. Bi ơi đừng sợ. Nhớ thì nói đi. Ông nào đầu cánh vãn hoang ở đâu? À bắt đầu à. He he cũng à.
Bây giờ tôi thì màu một gì đang ăn hoàng đấy đúng không? Đúng rồi, màu một đang ăn hoàng đấy, tốt lắm. Đúng rồi. Hè hè đang hay quá. Đúng rồi, bắt đầu điên à Summer. Thôi nói vừa thường nó cóng đấy. Lờ đi. Ôi mẹ, chưa lờ 2 à? 1P thôi được rồi, chắc cốp, tốt lắm. P bánh xe. Đây rồi. Dân màu ba, đây rồi. Bỏ bãi vàng vào. Bỏ bãi vàng vào cho đẹp dài đi. Rồi bãi vàng vào cho đẹp dài. Làm cái màu vàng cho đẹp dài. Vâng, Bi chả thấy nói gì nữa nhờ. Không thấy Bi nói gì nữa. Bãi vàng thằng nông dân một lẻ loi cô đơn kia nó vẫn có bị chém xuyên được. Màu 1 là AC, màu 2 IA. Vâng, chúng ta cùng quay lại với màn hình máy ở Hồng Anh. Chưa lên đời. Tôi không chuyển máy đâu, đừng bắt tôi chuyển máy. Không chuyển đâu. Đấu thầu rồi. Ấm ruộng rồi đã. Bung nhà N đi đâu đó rồi. 1A. Rất khôn. Không phải E của mình. Thôi đi chỗ khác không. Úi giời ơi, nó toàn BB mới BA. Yamoto đánh cung. Bài Yamoto đánh cung thì đúng rồi. Nhưng mà cái quan trọng là vâng, thấy BBA. Xong chả nói gì nữa. Thôi này, chuyển máy đã bắt đầu thời kỳ thôi, ông này thôi. Ông này sao? Persian dâng L. Màu 3 chết chưa? Không thấy dân đâu nhở? Không thấy dân. Úi giời ơi, 16 á. Thôi. Quay về với cái máng lợn này thôi. Đứng lại solo cung này. 32 trên 40. L2. Hay lắm. Hả? Thôi để cho họ chặt. Hay là vác hai thằng này ra chặt này. Vác hai thằng này ra mà chặt này. Chém cả BA luôn. Gấu nguyên con. Gấu nguyên con. Y bắt đầu đâm rồi. Vẽ ruộng. Ở ruộng được hù được một con Y là tươi. Hù được một con Y là sẽ thủ tươi. Sao phù lâu thế? Persian vừa ăn được hết bãi vàng của Boy Bướng Bỉnh, tươi quá nhở? Không, ông này không nô một không xem được. À đây. Kata. Ui. Sầu thế. Vâng, 27 trên 48, tham lai vẫn đang tươi. Tham này là một tham tươi. Pơ, chém được cái gì nữa không? Đây rồi, vẫn là màu 3. Vâng, trái đất thật tròn.
khi mà chim sẻ luôn gặp cam quýt. Bơm đồ ra. Kích à, kích à, kích chưa, kích chưa, chưa thấy ca đâu cả. Vâng, giấu ca thì giấu với lại người ta thôi, chứ tôi thì việc gì phải giấu. À thôi thôi, chưa kích, chưa kích, có ca đâu, có ca đâu. Ui, ui, thôi 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 thôi. Bắt đầu ra khỏi giọ, bắt đầu ra khỏi giọ, bắt đầu ra khỏi giọ rồi. AC, AC bắt đầu ra khỏi giọ, ra khỏi giọ. Nhông xích mạnh quang. Tham lai 35, một bài cầm pan đánh quá kinh luôn. Đánh quá kinh luôn. Gấu nguyên con. Bài này mà gỗ đầu đẹp thì có lẽ phải ba nhà rồi. Mồ hai đang vào một tơn. Vâng, dẫn dụ dụ về dụ hù ấy đi. Phù thủy cung đờ của mồ một đang đòi đi bắn hù. Nói bé thôi đàn ơi, lộ. Ui giời ơi, mừng rơi nước mắt rồi. Soi quả tham huyền ảo đấy. Cầm camera ra quay đi, nhanh lên. Nhanh lên. Đây rồi. Giật về hết cho cậu. Sao không về đỡ nhà cho màu 8? Về đỡ nhà màu 8. Hồng Anh chém pan quá hay. Nhông xích mạnh quang xin tài trợ chương trình này cho game thủ Hồng Anh. Vậy ê, vậy ê. Vâng, tên này cho để lây chờ đi, cho họ để lây chờ đi. Bắt tay đi, bắt tay với màu 4 luôn cũng được, không sao cả, bắt tay luôn với màu 4. Thôi bắt tay luôn với màu 4 đi. Ok, đi, sao giờ mới đóng ca? Đi, mẹ thế bịp à? Vâng, tuổi gì? Tuổi gì? Hồng Anh đang sang rồi. Không biết ông nào chim lợn mà mãi mới thấy Hồng Anh kéo về cứu. Nhông xích mạnh quang luôn. Tên này không chạy nhông xích mạnh quang luôn. Hồng Anh chém quá thú tính luôn. Bài chém 4 nhà. Thôi thôi Hồng Anh ơi, nhường. Hồng Anh lên ngôi. Hồng Anh đang lên ngôi. Thi đấu quá hay. Quá cảm xúc. Ui, màu 4 không được đâu. Màu 4 64 dân. Không đùa được. Màu 4 64 dân. Màu 4 là Egypt. Kích chưa? Kích chưa? Ba kích chưa? Vâng, kích rồi. Vâng, 2BC luôn đi. Chặt gỗ, à nhầm, lửa bắn chặn luôn đi. Đang tụt cả huyết áp rồi đấy. Camera đang ra để quay rồi đấy. Pan ơi. Đây rồi. Chắc ai đó sẽ về đi. Lạc đà đảo thôi, cung đời Egypt đấy. Lạc đà đảo thôi. A à, linh đóng. Lạc đà đảo đi. Rồi cung giờ Egypt chết kìa, đẹp lắm, cung giờ Egypt dàn hàng nó chết đẹp lắm.
Chết đẹp lắm. Rồi ôi đẹp. Trời ơi, trời ơi. Yeah! Ôi, resize rồi, chung kết rồi. Như vậy là tập cơ của bạn resize rồi. Quá sung sướng. Quá sung sướng và một lần nữa fan của Game TV lại gọi tên Hồng Anh. Hồng Anh ơi, Hồng Anh. Hay quá, quá nhiều cảm xúc với một bài pan. Một bài pan có đến 6-7 voi. Chém. Hay quá. Chém quá hay. Trận thi đấu này sân khấu tôi chỉ dành riêng cho mỗi Hồng Anh thôi. Không biết chim sẻ chém hay không, chip boy chém hay không. Nhưng trận thi đấu này Hồng Anh là người chém hay nhất. Quá nhiều cảm xúc. Nhông Xích Mạnh Quang xin tài trợ chương trình này. Một bài cầm pan. Và có lẽ là cái tên Hồng Anh vẫn đang được gọi. Có lẽ là không còn một cái lời nào có cánh hơn nữa dành cho Hồng Anh. Hồng Anh kin 52. Hồng Anh kin 52, trong khi đấy nhà chủ lực chỉ kin được 72 thôi. Hồng Anh kin 52, chim sẻ kin 43. Chim sẻ kin 43 chứng tỏ chim sẻ kin cũng quá khỏe luôn. Mình mãi xem Hồng Anh thôi. Hay quá. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu cuối cùng. Trận thi đấu...